Xin chào các chị em, một nửa xinh đẹp và vô cùng quan trọng của thế giới. Các chị em ơi, sau khi sinh em bé xong thì có ai phải khổ sở vì nám không ạ? Chứ riêng với Hoàng Linh thì thực sự là mình có thù với hội nhà nám luôn. Chị em phụ nữ chúng mình thì đến khoảng tầm năm 25 tuổi đã phải đối diện với những tình trạng lão hóa trên da như là thâm, sạm, nám rồi tàn nhang. Mà Linh năm nay thì U40 rồi, cho nên Linh đương nhiên là không nằm ngoài ngoại lệ đó với những dấu hiệu lão hóa trên da. Đặc biệt là khoảng một năm trở lại đây thì mình thấy là hai bên má này của mình xuất hiện rất nhiều những lấm tấm thâm nám. Ban đầu thì Linh khá là chủ quan bởi vì Linh thấy nó cũng mờ thôi, nghĩ rằng khi mà mình make up thì mình sử dụng kem nền hay là phấn phủ là có thể che hết rồi. Nhưng thực tế là càng ngày thì những vết nám nó càng đậm hơn, trông rất là kém thẩm mỹ mà lại còn già trước tuổi nữa. Bây giờ nếu mà để mặt mộc mà xuất hiện nám thì nhìn không phải 36 mà là 40 mất rồi. Nên thực sự Linh rất là stress, mình cảm thấy lo lắng vô cùng. Bởi vì công việc làm truyền hình của mình thì mọi người cũng biết là nó rất bận rộn, Linh thường xuyên là phải ghi hình này, rồi xuất hiện trước khán giả. Mình cũng muốn là trông mình lúc nào cũng tự tin, xinh đẹp nhất là làn da. Bởi vì các cụ đã nói là nhất dáng nhì da cơ mà. Thời gian đó thì Linh sốt ruột lắm, nên Linh cũng tìm mọi cách để mà trị nám. Cụ thể là có những lúc mình còn đi đốt laser cơ để trị nám cho nhanh. Nhưng thực tế là nó chỉ hết ngay thời điểm đó thôi. Da thì lại bị mỏng đi mà nám thì mọc trở lại. Cho nên tiền mất tật mang, buồn tủi vô cùng. Và dường như hiểu được cái tâm tư và nỗi lo lắng của vợ, cho nên là anh cùng nhà, anh xã của mình thì đã tìm hiểu và có dành tặng mình một món quà cực kỳ là tuyệt vời. Đó chính là bộ sản phẩm trị nám Dara. Một bộ sản phẩm trị nám Dara này thì nó sẽ gồm có kem dưỡng ngày Dara, kem dưỡng đêm Dara và serum trị nám Dara các chị em nhé. Phải công nhận là yêu nhau, cưới nhau đến giờ là 6 năm rồi thì đây là món quà mà mình nhận được từ ông xã khiến cho mình cảm thấy xúc động, dạt dào. Xúc động nhất đấy ạ, bởi vì nó đánh đúng tâm lý, trúng tim đen, đúng là thứ mình đang cần luôn. Một bộ sản phẩm cực kỳ là thần thánh. Tại sao mà Linh lại nói là sản phẩm trị nám Dara thần thánh? Bởi vì là nó không chỉ giúp giảm thâm mờ nám mà nó còn giúp là ngăn ngừa tái phát nám nữa các chị em ạ. Cái này thì Linh thấy trên thị trường không có quá nhiều sản phẩm làm được đâu ạ. Linh cũng tìm hiểu và biết là bộ sản phẩm trị nám Dara thì nó được áp dụng công nghệ siêu âm siêu hiện đại với các dược liệu được chiết xuất nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, như là chiết xuất nhân sâm này, hoa anh đào này, cúc vàng này. Đây đều là những thành phần đặc biệt nổi tiếng với những công dụng kháng khuẩn, dưỡng trắng cực mạnh và quan trọng nhất đó là khả năng loại bỏ sắc tố melanin, xóa mờ và ngăn chặn tình trạng nám cực kỳ là hiệu quả luôn. Dara thì cũng vô cùng an toàn, không gây ra bất cứ một kích ứng tổn thương nào cho làn da của bạn cả. Và đây chính là thành quả mà Hoàng Linh có được sau khi kiên trì sử dụng hết hai liệu trình của bộ sản phẩm trị nám Dara do anh xã mua tặng. Da không những sạch hoàn toàn nám mà còn trắng sáng lên trông thấy, có độ căng mịn và đàn hồi rất là thích. Thậm chí là bây giờ thì Linh có thể tự tin để mặt mộc với chỉ một lớp kem dưỡng ban ngày của Dara mà thôi, thêm một chút son nữa. Đó, như vậy là đã rạng ngời tự tin để đi hẹn hò cà phê với ông xã hay bạn bè của mình rồi. Phi vụ Dara này thì có lẽ ông xã của Linh sẽ là người cảm thấy hài lòng nhất, là người lời nhất đấy ạ. Bởi vì vợ không chỉ thích món quà mình tặng mà còn sử dụng và hiệu quả hơn cả là mang tới cho vợ mình một làn da tươi trẻ, không nám. Các chị em mà muốn có một làn da giống như Linh, hoàn hảo, không có nám thì hãy làm bạn và kết thân với bộ sản phẩm trị nám của Dara nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.